người dân sống tại một ngôi làng ở Indonesia đã hợp sức để bắt giữ một con chăn cỡ lớn với cân nặng lên đến 100 kg. Con chăn này đã trườn vào làng để tấn công vật nuôi của người dân. Ngày 12 tháng 6, tại làng Banabuji thuộc tỉnh Buton, phía nam đảo Sulawesi, Indonesia, một người dân trong lúc chăn trâu đã nghe thấy tiếng giống thất thanh của con nghé gần đó. Khi người này chạy đến nơi, anh kinh hãi nhìn thấy một con chăn cỡ lớn đang tấn công và siết chặt con nghé. Người này đã lập tức chạy về làng để kêu gọi sự giúp đỡ Nhằm bắt giữ con chăn, dân làng mang theo gậy gộc, cuốc sẻn đến vị trí con chăn đã tấn công. Khi bị bao vây, con chăn cố gắng bỏ chạy vào rừng nhưng đã bị người dân đuổi theo và bắt giữ. Với kích thước to lớn, con chăn chống trả dữ dội nhưng vẫn bị dân làng khuất phục. Đoạn clip ghi lại cho thấy những người dân khỏe mạnh giữ chặt con chăn dưới đất, ít nhất 7 người mới có thể nâng con chăn lên và vác nó ra khỏi rừng. Khi mang về làng, con chăn được đo đạc, cho thấy nặng đến 100kg và dài hơn 8m. Con trai này được cho là đã nhiều lần trườn vào làng để ăn thịt vật nuôi của dân làng. Con trai này được xác định là một cá thể chăn gấm hay còn gọi là chăn mắt lưới. Đây là loài bò sát dài nhất thế giới hiện nay với chiều dài khi trưởng thành có thể đạt hơn 6 mét, đôi khi dài từ 8 đến 9 mét. Tuy nhiên, loài chăn này rất hung dữ, sẵn sàng tấn công con người khi bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa. Nhiều trường hợp chăn gấm tấn công và ăn thịt con người đã được ghi nhận. Gần đây nhất, vào ngày 7 tháng 6, thi thể một người phụ nữ 54 tuổi đã được tìm thấy trong bụng một con chăn gấm dài hơn 5 mét ở huyện Sinerang Rapang, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Người phụ nữ này được xác định bị chăn tấn công và bị ăn thịt khi đang làm việc ở trên cánh đồng của gia đình. Thưa quý vị, sau một năm học với nhiều bài tập áp lực thi cử thì nghỉ hè là dịp để trẻ nhỏ có thể vui chơi, đi du lịch cùng gia đình hay là trở về thăm quê. Tuy nhiên thì nhiều khi thiếu sự quan sát, sự để ý của người lớn nên đã có những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Ở thống kê của một số các cơ sở y tế cho thấy, tuy mới là đầu hè thôi nhưng nhiều bệnh nhi đã phải nhập viện trong tình trạng nặng và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng do gặp phải các tai nạn thương tích. À vậy cụ thể những tai nạn thương tích mà trẻ nhỏ dễ gặp phải khi nghỉ hè là gì? Và chúng ta cần phải làm thế nào để có thể phòng tránh những tai nạn này? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong tiêu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay với khách mời là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Bình, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình chi trên Bệnh viện Đa khoa Sanh Bôn, Hà Nội. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Bình đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. vâng. À, thưa bác sĩ từ đầu hè cho đến nay thì không biết là lượng bệnh nhân là trẻ em nhập viện vào bệnh viện đa khoa Sanh Bôn do gặp phải những cái tai nạn về thương tích ra sao có tăng hơn so với các thời điểm khác hay không và thông thường thì trẻ đến bệnh viện của chúng ta thường gặp phải những cái tai nạn thương tích như thế nào thưa bác sĩ vâng à, xin chào các quý khán giả của truyền à, hình cáp Việt Nam thì theo thống kê của bệnh viện Sanh Bôn thì à, à, số trẻ em về nhập viện do tai nạn thương tích trong những cái tháng hè này đã tăng đột biến tăng lên khoảng 30-50%. năm Đấy, thì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau Đấy, trong đó có nguyên nhân hàng đầu là đuối nước thế thì đuối nước là do trong cái thời tiết nắng nóng lực này Đấy, các cháu các trẻ em là rủ nhau đi ra sông suối hoặc là những cái ao hồ mà có nước chảy xiết hoặc là nó kia nhảy xuống bơi bơi nội rồi trong cái quá trình bơi nội các cháu lại nghịch ngợm nhảy từ trên cao xuống đấy thậm chí là khi mà nhảy ấy, thì cái ngực với bụng áp đập vào mặt nước đấy làm cho cái, cái áp lực tăng lên đấy là thậm chí là ngất xỉu hay là trong cái quá trình mà <laughs> các cháu lô đùa các cháu dịp nhau <laughs> té nước vào mặt nhau hoặc là <laughs> hoặc là uh, bị chuột rút do uh, chơi quá sức thì cũng là một trong những nguyên nhân mà gây lên uh, tình trạng đuối nước thì <laughs> theo thống kê thì của các chương trình theo dõi ấy, thì thấy rằng ở Việt Nam ấy, hiện tại là mỗi ngày có khoảng độ tầm 10 trẻ em bị đuối nước, đấy, đấy là một con số rất là cao. Đấy. Còn cái nguyên nhân thứ hai nữa là tình trạng tai nạn giao thông, đấy, do là các, các các em các cháu là chơi trên lề đường, lòng đường, rồi là đạp xe, đạp xe thì các cháu khi mà đạp xe thì nói chuyện, không để ý đến những cái phương tiện giao thông xung quanh là rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Thậm chí là một số các cháu lại còn chơi đá bóng, rồi đánh bóng truyền, rồi là lọ kia, các môn thể thao dưới lòng đường. đấy là một trong những nguyên nhân và gây nên tình trạng giao thông rất là nhiều. đấy. Ngoài ra còn một số những cái, <laughs> hay cái 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 nguyên nhân khác. ví dụ như các cháu trèo cây, trèo cối, rồi là chui vào bụi rậm lô đùa, bị côn trùng bắt, à, côn trùng cắn đấy rồi là trèo cao thì ngã xuống đấy hoặc là ví dụ như là chơi các trò chơi trốn tìm đấy thì chui vào những không gian chật hẹp đấy làm cho là những cái thành thành sắc nhọn nó đập vào đầu va và vào đầu va và vào người gây ra những cái vết thương đấy tuy nhiên thì không chỉ có những cái cái cái, cái, cái nguyên nhân ở ở ngoài này, mà chính trong ngôi nhà của các cháu cũng cũng có thể gây ra những phân tích <laughs> ví dụ như là khi mà mùa hè thì các cháu có thời gian thì bố mẹ là thường nhờ các cháu nấu cơm đun nước đấy thì cũng vì các cháu thì cũng làm những việc đó nhưng mà nhiều khi bất cẩn hoặc là không quen đấy thì làm cho bị bỏng đấy, hoặc là bị những cái vật sắc nhọn nó đâm vào, vào da và cơ tả thì thì đấy là những cái nguyên nhân hạn những nguyên nhân chính ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác nói chung là tai nạn thương tích thì là nó đối với trẻ em là muôn hình vạn trạng đấy vâng ạ chỉ cần là chúng ta bất cần chỉ cần là không để ý thôi à, thì với những mùa hè của các bạn nhỏ mà gặp phải những cái tai nạn thương tích thì là một mùa hè thật là đáng tiếc rồi à, với những trẻ bị tai nạn thương tích thì theo quan điểm của bác sĩ thì các em à, có những cái điểm chung như thế nào ạ? về điểm chung thì chủ yếu có hai cái nguyên nhân chính Đấy. thứ nhất là do cái đặc tính trẻ em là khi mà chơi ấy, thì là rất là ham chơi rất là cuồng nhiệt đấy đâm ra là sẽ không để ý đến những cái những cái tác động xung quanh đấy các cháu chỉ có tập trung với trò chơi đấy thôi đấy đâm ra là có, đâm ra là có những cái nguyên nhân và những cái ngoại cảnh có thể gây lên tai nạn cho các cháu thì các cháu lại không để ý thì đấy là cái nguyên nhân cái nguyên chính ngoài ra còn cái nguyên nhân thứ hai đó là <laughs> do bố mẹ không giám sát không không nắm bắt được là con mình chơi ở đâu chơi vào thời điểm nào và chơi cái gì đấy và không không hướng dẫn con mình chơi một cách nào an toàn nhất đấy thì là cái nguyên nhân thứ hai còn nguyên nhân thứ ba thì, thì có thể là các cháu là chơi ở những nơi mà quy định không được chơi thì cái, cái nguyên nhân này thì có thể là do không có không gian dành cho các cháu chơi hoặc là cũng có thể có không gian nhưng các cháu lại không đến những cái, những cái nơi mà để cho các cháu chơi đấy thì là mấy cái nguyên nhân chính đấy với à, okay. cái đặc điểm chung đấy. Vâng. À, với những bệnh nhân khi mà chúng ta gặp phải những cái tai nạn thương tích thì cái việc uh, sơ cứu đầu tiên sẽ rất là quan trọng và nếu như mà người lớn uh, mà sơ cứu sai cách thì rõ ràng là sẽ gặp phải những cái tình trạng bệnh trở nặng khi đến bệnh viện à, vậy thì um, ở bệnh viện của chúng ta thì có gặp phải những cái bệnh nhân khi mà đến với uh, bệnh viện mà bệnh bị trở nặng do sơ cứu sai cách và thậm chí là tự ý ở nhà chữa bệnh hay không thưa bác sĩ thì cái này thì cũng là một cái tình trạng gọi là tương đối phổ biến đối với khi mà sơ cứu đối với những cái tai nạn thương tích của trẻ em ở trẻ nhỏ, à, chẳng hạn ví dụ như là khi mà gãy xương hoặc là bong gân ấy, thì thì, thì thì theo sơ cứu ấy, thì là phải làm sao phải chườm mát rồi là bất động đấy nhưng mà nhiều gia đình lại không 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 biết cái cách sơ cứu mà lại chườm nóng rồi là giằng giật làm cho tổn thương thêm đấy hoặc là ví dụ những cái vết thương uh, xây xước ở da thì là lại 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 rắc bột hoặc là đắp cao vào đấy gây lên tình trạng nhiễm trùng tăng nặng đấy hoặc là những cái vết <laughs> thương mà chảy máu thì đáng nhẽ là gia đình phải lấy nước sát trùng rửa vết thương rồi là lấy cái gạc sạch đắp lên rồi là băng lại thì nhiều gia đình lại thấy máu sợ quá lại garo chặt ở phía trên garo quá chặt gây lên là hoại tử hoặc là bị bầm tím cái phần phần trên cơ và và và, và thiếu máu ở phía dưới rất là trầm trọng vâng ạ à, với những trẻ nhỏ khi mà gặp các tai nạn thương tích thì việc cấp cứu và điều trị thì có khó khăn gì hay không đối với các đội ngũ bác sĩ ạ à, Cái đặc điểm chung của à, trẻ em ấy, khi mà gặp một tai nạn ấy thì là đầu tiên là cái tinh thần các cháu rất hoảng loạn đấy thế thì à, khi mà đến với chúng tôi thì các cháu rất hoảng loạn, hiểu cháu là khóc khóc lóc van xin đấy thế thì cái việc đầu tiên của đối với người thầy thuốc của chúng tôi ấy, là phải phối hợp với gia đình làm sao để chấn an được tinh thần các cháu thậm chí phải giỗ dành để cho các cháu bước hoảng loạn đi, đấy rồi là khi mà các cháu bước hoảng loạn đi thì sẽ sẽ là hướng dẫn các cháu tuân thủ các thủ thuật, các nguyên tắc điều trị thì lúc đấy thì mới có thể tiến hành được. Vâng, vâng ạ. Với những trẻ nhỏ khi mà không may gặp phải những cái tai nạn như trên thì người lớn chúng ta cần phải có những cái sự sơ cứu như thế nào và xử trí ra sao trước khi đưa đến các cơ sở y tế? Về <laughs> về xử trí thì như tôi đã nói rồi đấy, có một số những cái 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 thao cái tác cái, cái, cái ca đơn giản mà tôi à. và mà tôi vừa trình bày rồi đấy nhưng mà để mà biết được những cái thao tác đó thì là uh, các uh, phương tiện truyền thông cũng như y tế học đường hay là y tế gia đình thì phải tăng cường những cái uh, phổ cập kiến thức uh, trong cách sơ cấp cứu đối với những tai nạn thương tích ở trẻ trẻ nhỏ Vâng. như vậy là các bậc phụ huynh cùng chúng ta cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về sơ cứu khi mà có những sự cố đối với con em nhà mình. Vậy thì bác sĩ có thêm những cái khuyến cáo như thế nào để cho các bậc phụ huynh chúng ta có thể giúp phòng tránh tai nạn đáng tiếc cho trẻ nhỏ? Thì như, như phân tích chúng ta phân tích thì là những cái tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ thì một phần là do các cháu không tập trung quan sát những cái ngoại cảnh, những cái tác động, những cái tác nhân có thể gây ra ra, ra tai nạn thương tinh cho các cháu thì một cái nguyên nhân nữa cũng rất rất quan trọng đó là việc các uh, bậc phụ huynh gia đình không giám sát được uh, uh, các cháu chơi ở đâu, chơi như thế nào và chơi thời điểm nào và cũng không uh, hướng dẫn các cháu chơi những cái trò chơi đó một cách an toàn. Hoặc là ví dụ như là ở trong nhà cũng phải ví dụ như cái vật dụng mà dễ gây tai nạn, ví dụ như là phích nước này hay là những cái, 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 cái bếp đó kia ừ. thì mà gây ra bỏng nhiệt ấy, thì mình phải làm sao chỉ bảo cho các cháu là cần phải tránh xa tránh những cái chỗ đó Đấy, thứ hai nữa là là là, là không được nghịch ngợm vào những chỗ đó Đấy, à. và đồng thời phải và để những chỗ chỗ an toàn vị trí an toàn làm sao cho không đổ vỡ không rơi vào các cháu vâng ạ vâng. một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn đức bình dạ vâng cảm ơn thưa quý vị với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.